cánh đồng lúa hóa đá sau bão lũ, nhà xưởng tan hoang sau vụ cháy khu công nghiệp. Tăng tốc thi công đường huyết mạch dài 80 km là một số tin tức nổi bật. Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, những ngày đầu tháng 11, dọc các thôn phố mới 1, phố mới 2 đến thôn Phan Hồ, xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, dễ dàng nhận ra ngay sự khác lạ khi khắp bờ suối được bao phủ bằng những tảng đá lớn nhỏ. Ít ai ngờ rằng, khu vực này trước khi xảy ra bão số 3, đây là cánh đồng lúa tươi tốt, rộng gần 60 ha dọc của đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Lý Văn Xìn, Phó Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường cho biết, rất may lũ xảy ra vào ban ngày nên mọi người kịp sơ tán an toàn. Ước tính tổng diện tích đá vùi lấp cánh đồng lúa gần 60 ha. Hiện các sở ngành và chính quyền địa phương đang khảo sát, tham mưu cho tỉnh Lào Cai dựa trên quy định của luật khoáng sản để các tổ chức cá nhân hoặc nhà nước khai thác, tận dụng số đá này để phục vụ cho các công trình trên địa bàn. Từ đó có phương án hỗ trợ cũng như giúp người dân sớm khôi phục được diện tích sản xuất. Khoảng 8 giờ ngày 8 tháng 11, tại xưởng sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hà, phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên phát ra tiếng nổ lớn, sau đó bốc cháy. Lúc này trong xưởng có nhiều nguyên vật liệu dễ cháy nên chỉ một thời gian ngắn, nhiều thiết bị máy móc đã bị thiêu rụi. Sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng cùng hàng chục xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa, không để cháy lan sang các nhà xưởng xung quanh. Qua quan sát, nhà xưởng rộng hơn 10.000 m2 với các thiết bị dễ cháy như tôn xốp, máy móc nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Thông tin từ Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, đám cháy không gây thiệt hại về người, đến thời điểm hiện tại đã khống chế được ngọn lửa. Các lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc. Sau bão số 3, nhiều đoạn đường trên quốc lộ 70 dài 80 km qua tỉnh Yên Bái, đất đá vẫn còn ngổn ngang, nhiều vị trí bị xói mòn ta luy âm, ta luy dương. Đặc biệt, một số vị trí đất đá hai bên ụp xuống, lấp hết mặt đường. Hiện đơn vị chức năng mới chỉ khoét đủ một làn xe nên việc di chuyển của người dân khá khó khăn. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Yên Bái, để giảm ùn tắc và giảm nguy cơ mất an toàn giao thông sau mưa lũ, sạt lở, lực lượng chức năng đã thường xuyên có mặt tại các vị trí xung yếu để điều tiết phân luồng giao thông. Trong khi đó, đại diện đơn vị đang khắc phục trên quốc lộ 70 cho biết, hiện nay khối lượng sạt lở nhiều nên đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ làm cả ngày lẫn đêm để đảm bảo việc đi lại của người dân.